Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ bảy, ngày 1 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Để phát động tháng hành động vì trẻ em toàn quốc năm 2024 với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của toàn xã hội, Đoàn Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em. Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 10 do Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức đã chính thức được khởi tranh. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chọn làm điểm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em toàn quốc năm 2024 với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tham dự lễ phát động sáng nay tại Nhà hát Sông Hương có Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cùng các đồng chí lãnh đạo bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 300 trẻ em đại diện cho 25 triệu trẻ em trên toàn quốc. Phát biểu phát động tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến trẻ em toàn quốc lời chúc ngày Quốc tế thiếu nhi vui tươi, khỏe mạnh. Chúc các em sẽ có một kỳ nghỉ hè thật sôi động bên gia đình và bạn bè. Phó Thủ tướng khẳng định, những năm qua, công tác chăm lo bảo vệ cho trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và dành nhiều nguồn lực để ưu tiên. Các chương trình vì trẻ em được phát động trên toàn quốc đã đem lại những hiệu quả tích cực và hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Nhiều chủ trương chính sách được ban hành với mục tiêu vì lợi ích tốt nhất cho sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần của trẻ em. Hệ thống bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được hình thành và hoạt động hiệu quả. Các vụ việc vi phạm quyền trẻ em được giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đâu đó trên toàn quốc vẫn còn nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bạo lực, xâm hại hay tai nạn thương tích vẫn xảy ra đối với các em. Nhân tháng hành động, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo sự đồng bộ trong thực hiện pháp luật về trẻ em, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, những người làm việc trực tiếp liên quan đến các vấn đề trẻ em. Nhà trường, gia đình, xã hội cần phối hợp xây dựng môi trường để các em phát triển lành mạnh, toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Trong đó, quan trọng phải đảm bảo quyền để các em được nói lên quan điểm, tâm tư, nguyện vọng của mình. Phó Thủ tướng cũng lưu ý hết sức quan tâm đến việc bảo vệ các em trước các thông tin xấu, độc trên môi trường mạng. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng gửi gắm đến các em thiếu nhi của Thừa Thiên Huế nói riêng và toàn quốc những điều tốt đẹp nhất. Bác mong các cháu luôn chăm chỉ học hành, yêu thương gia đình, giàu lòng trắc ẩn, chia sẻ cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn, biết yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, có ý thức rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao thường xuyên và học giỏi ngoại ngữ để tiếp cận kho tàng trí thức, văn hóa của nhân loại, trở thành những công dân toàn cầu. Và nếu có thể, các cháu hãy đến với những địa danh lịch sử để thêm tự hào, yêu hơn non sông đất nước trân quý, những giá trị của hòa bình và tự do. Các cháu được sinh ra và lớn lên trên đất cố đô Huế, hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu lịch sử của mảnh đất này, trở thành những sứ giả du lịch yêu Huế nhất, hiểu Huế nhất để giới thiệu với bạn bè Nam Châu. Phát biểu hưởng ứng tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định, việc tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chọn làm điểm tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em toàn quốc là niềm vinh dự của tỉnh nói chung và trẻ em Thừa Thiên Huế nói riêng. Với trách nhiệm và vinh dự này, Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức tốt các hoạt động với tinh thần hành động thiết thực dành cho trẻ em, ưu tiên nguồn lực hơn nữa cho trẻ em để các cháu có được một mùa hè thực sự bổ ích, vui tươi và an toàn. Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ hưởng các nội dung phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Theo đó, sẽ tiếp tục có nhiều hành động và ưu tiên dành nhiều nguồn lực để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Tại chương trình, các đơn vị tài trợ đã thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi những phần quà đến trẻ em Thừa Thiên Huế với trị giá hơn 7 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo cũng đã trao 50 phần quà và 30 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Cùng trong dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các đồng chí lãnh đạo đã tham dự lễ cất nóc nhà đa chức năng tại trường tiểu học Vĩ Dạ và thăm tặng quà cho trẻ em tại làng trẻ Edward Huế.
Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 và ngày quốc tế thiếu nhi, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội vui cùng trẻ em và trại hè trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2024. Tham dự ngày hội có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thường trực Ủy ban Quốc gia về trẻ em Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thái Bình. Ngày hội vui cùng trẻ em có sự tham gia của gần 1.000 em học sinh. Các em cùng phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh, sự khéo léo để tham gia các trò chơi chạy vượt chướng ngại vật, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, trò chơi kỹ năng. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em trong dịp hè, phòng ngừa các nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước và loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong tháng hành động vì trẻ em năm 2024, tạo cơ hội thuận lợi để các em thiếu nhi thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức, tạo cảm hứng trong cuộc sống. Trong sáng cùng ngày, hội trại hè trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2024 đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tại công viên Lý Tự Trọng. Hội trại quy tụ 500 trại sinh đến từ các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Ngoài phần cắm trại, các em còn được tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi, bổ ích như vẽ tranh, kéo co, nhảy ba bố. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em của toàn xã hội, Đoàn Thanh niên Thừa Thiên Huế đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em, từ đó tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh được vui chơi, rèn luyện, phát triển công bằng, toàn diện. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, các hoạt động triển khai trong tháng 6 đều ưu tiên hướng đến chăm lo cho các em thiếu nhi. Nhân dịp Tết thiếu nhi 1 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại làng Ẻ Đoẻ Quế, Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Tại những nơi đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng trước sự trưởng thành lớn lên từng ngày của các em nhỏ khi được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ. Kết quả tốt đẹp đó không chỉ nhờ vào vòng tay yêu thương, chăm sóc, nuôi dạy tận tình của đội ngũ cán bộ nhân viên các trung tâm, mà còn là sự đồng hành, hỗ trợ giúp đỡ của toàn thể xã hội. Những lời động viên, những cái ôm ấm áp và cả những món quà mang theo tình yêu thương của lãnh đạo tỉnh, của thanh niên tỉnh nhà và những nhà hảo tâm đã tiếp thêm niềm tin, niềm vui trong cuộc sống, dành tặng những mảnh đời bất hạnh, giúp các em được đón Tết thiếu nhi vui tươi, hạnh phúc hơn. Nhân dịp ngày 1 tháng 6, em cảm thấy rất phấn khởi và vui khi được đón dịp này cùng với bác Phan Ngọc Thọ và các anh chị đoàn. Bản thân em và cũng như các bạn sẽ luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng của bác và các anh chị. Hôm nay thì nhân dịp ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 thì một lần nữa trung tâm lại được vinh dự chào đón các bác và các anh chị. Thì thú thật với vai trò là một đang phụ trách trung tâm nuôi dạy các cháu có cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thì tôi thấy vô cùng xúc động được tình cảm của các bác lãnh đạo tỉnh cũng như các cơ quan ban ngành đã dành cho các cháu, và đặc biệt những các dịp lễ Tết cũng như ngày thiếu như thế này mà nhận được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, của các cộng đồng xã hội, thì đó như là thêm một nơi động viên to lớn để cho các cháu vững bước ngày càng tiến bộ, phát triển thành công dân có ích cho xã hội sau này. Một trong những hoạt động trọng tâm được chủ trọng trong tháng hành động vì trẻ em là chương trình gặp mặt trò chuyện giữa Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và hơn 300 đại biểu thiếu nhi đại diện cho hơn 160.000 đội viên thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh. Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã chia sẻ nhiều ý kiến, nguyện vọng của bản thân về những vấn đề nóng trong xã hội như phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, cơ sở vật chất phục vụ cho thiếu nhi vui chơi giải trí, đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường, cách sử dụng mạng xã hội phù hợp cho trẻ em. Các vấn đề đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cùng lãnh đạo các sở ban ngành giải đáp rõ ràng. Buổi gặp mặt đối thoại đã thực sự trở thành một diễn đàn để thiếu nhi toàn tỉnh có cơ hội bày tỏ những vấn đề mà các em quan tâm, góp phần tạo môi trường học tập sinh hoạt lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện và an toàn. Vấn đề mà em muốn tham mưu và muốn các bác, các cô, các chủ lãnh đạo quan tâm đó chính là vấn đề bạo lực mạng, bạo lực học đường,
trong bậc học đường trong xã hội hiện nay. Và em rất muốn các thầy cô, các quý vị ban lãnh đạo quan tâm đến các vấn đề bạo lực học đường đó và có thể giúp cho những nạn nhân đã từng là của bạo lực học đường là có thể tự tin hơn và bước ra khỏi cái vùng bóng tối đó. Em cảm thấy là rất là vinh dự khi được đại diện cho các bạn từ vùng sâu vùng xa về đây để đối thoại với các ban lãnh đạo. Qua cuộc đối thoại ngày hôm nay thì em cảm nhận được sự quan tâm sát sao đến từ phía bên ban lãnh đạo để chăm cho chúng thiếu nhi chúng em. Và chúng em sẽ mong muốn rằng sẽ cố gắng nỗ lực hơn để không phụ sự kỳ vọng của bác Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành. Tôi rất là bất ngờ và hết sức là ấn tượng những câu hỏi các em đặt ra, rất người lớn, rất có trí thức. Những câu hỏi xung quanh về luật trẻ em liên quan đến cái học tập, liên quan đến phát triển của Thừa Thiên Huế, đặc biệt là những cái chuyện tiêu cực, những chuyện tích cực trong nhà trường, xã hội mà ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của em đều được các em nêu ra. Và qua đó thì tôi đã yêu cầu các sở ban ngành, đặc biệt các địa phương quan tâm hơn nữa quyền lợi trẻ em, đặc biệt có nhiều diễn đàn hơn, trao đổi nhiều hơn các em để thấu hiểu các em, để chia sẻ các em. Đặc biệt từ những chia sẻ, từ những cái câu chuyện các em nêu, chúng ta có những quyển sách để hoàn thiện về pháp luật, để đảm bảo quyền lợi chính đáng hơn và đặc biệt là giúp cho các em tự tin khi bước vào đời để thành những công dân tốt, những chủ tương lai của đất nước, của tỉnh nhà chúng ta trong tương lai. Thực hiện cuộc vận động vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em thiếu nhi luôn được các tổ chức đoàn triển khai thường xuyên. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tỉnh đoàn đã trao tặng 2 ngôi nhà hạnh phúc cho 2 em thiếu nhi huyện Nam Đông và A Lưới có hoàn cảnh khó khăn, tặng 10 suất học bổng cho 10 em thiếu nhi vượt khó học giỏi và hàng trăm suất quà cho các thiếu nhi tiêu biểu toàn tỉnh. Đồng thời, để góp phần hạn chế các trường hợp tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã phát động chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Khi tham gia khóa học, các em sẽ được học những kiến thức, kỹ năng cơ bản đảm bảo an toàn tránh bị đuối nước và thực hành các kỹ năng bơi, hướng dẫn sơ cấp cứu khi có nguy hiểm. Từ đó góp phần rèn luyện sức khỏe cho trẻ em, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em do muốn tổ chức triển khai thì trên địa bàn toàn tỉnh thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai tập trung các hoạt động trong chuẩn bị cho kỳ thi hè. Nhất đó là chúng tôi tập trung trong hoạt động đó là truyền thông phòng chống tai nạn thương tích cho các em, làm thế nào để các em có thể hiểu biết và nhận thức được những cái hành động nguy hiểm để giảm bớt tối thiểu nhất những cái tai nạn thương tích cho các em. Và thứ hai đó là chúng tôi tập trung triển khai các trường hợp để bơi miễn phí trên địa bàn toàn tỉnh, xây dựng các khu vui chơi cũng như tạo ra các điểm sinh hoạt cộng đồng hàng tuần cũng như hàng tháng để cho các em có một môi trường để các em vui chơi giải trí trong dịp hè này. Bên cạnh đó thì các hoạt động chăm lo hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một trong những hoạt động tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh sẽ tiếp tục triển khai trong tháng 6 này. Những hoạt động thiết thực của các tổ chức đoàn đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia của cộng đồng để có ý thức học tập, vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội. Xin được chuyển sang những tin tức kinh tế. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 5 tháng đầu năm 2024, ngân sách nhà nước ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 5 năm 2024 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 bằng 52,8% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa tháng 5 ước đạt 118,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 707,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 116,2 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong tháng 5, cả nước còn có 6.749 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 18,8% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 ước tăng 6,4% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng ước tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 6,2%. Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ như bia, sợi các loại, quần áo lót, giấm gỗ, điện thương.
Ngoài ra, một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng giảm như tôm đông lạnh, xi măng, điện sản xuất. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các dự án trọng điểm sớm đi vào hoạt động, tạo năng lượng mới, đặc biệt là các dự án sản xuất công nghiệp như nhà máy Căng Long Đa Huế, khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô Tô Huế, các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với các thông tin khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo đội quy tập 192 tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023-2024. Mùa khô 2023-2024, đội quy tập 192 tiếp tục được giao thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn trong nước và trên chiến trường Lào. Đội đã tiến hành khảo sát 76 thông tin tại Lào, 27 thông tin trong nước, huy động lực lượng tìm kiếm, đào bới, cất bốc được 15 hài cốt liệt sĩ, trong đó tại Lào 12 và trong nước 3 hài cốt liệt sĩ. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên đất bàn, cán bộ nhân viên đội luôn chấp hành nghiêm quy định, phong tục của bàn, tham gia giúp nhân dân các địa phương của bàn sửa nhà, làm đường, trồng trọt, tăng gia sản xuất với trên 220 ngày công, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 215 lượt người. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Nam Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách của các trường trên địa bàn huyện. Hơn 150 cán bộ giáo viên của các trường trên địa bàn huyện được phổ biến hướng dẫn quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, một số kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, người đứng đầu cơ sở, hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu, hướng dẫn sử dụng một số hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, một số động tác cơ bản trong chữa cháy. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề thuộc Hội Người mù tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ phát thưởng tuyên dương cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và tổ chức phát quà cho các cháu đang theo học tại trung tâm nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Với phương châm không để cho trẻ em mù có nguyện vọng mà không có đủ điều kiện đến trường, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề thuộc Hội Người mù đã cử cán bộ giáo viên phù hợp với các huyện thị đội về từng hộ gia đình có con em bị mù để điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chiêu sinh. Riêng năm học 2023-2024 này, trung tâm có 8 em học xóa mù chữ Braille, 5 em lớp tiếng hòa nhập, 3 em hướng nghiệp, 3 em phục hồi chức năng, có 18 em hòa nhập từ tiểu học đến đại học tại các trường trên địa bàn thành phố. Kết thúc năm học đã có một học sinh xuất sắc, năm giỏi, 9 khá. Điều này khẳng định sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống của những người kém may mắn. Dịp này, trung tâm đã tổ chức phát quà Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 cho 34 học sinh đang học tập tại trung tâm. Tại nhà văn hóa lao động tỉnh đã diễn ra lễ khai mạc hội thao truyền thống công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 năm 2024. Diễn ra trong thời gian 3 ngày, 31 tháng 5 đến 2 tháng 6, 260 vận động viên là cán bộ, viên chức, người lao động đến từ 41 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh tham gia thi đấu ở 3 nội dung: quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Các vận động viên được phân thành nhiều lứa tuổi với hai nhóm đối tượng tham gia là nhóm cán bộ lãnh đạo và nhóm công chức, viên chức, người lao động. Hội thao là một trong những hoạt động thiết thực của tháng công nhân năm 2024, đồng thời duy trì và phát huy phong trào rèn luyện thể thao, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua, rèn luyện, nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần và tạo sự đoàn kết, gắn bó, phát triển sâu rộng phong trào thể dục thể thao trong khối công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng nay, giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 10 do Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế đăng cai tổ chức đã chính thức được khởi tranh. Tham dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Trưởng ban Tôn giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, Bí thư Thành ủy Huế Phan Tân Đình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương. Giải đấu quy tụ hơn 300 vận động viên là các phóng viên, nhà báo đến từ 8 câu lạc bộ bóng đá báo chí khu vực miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Liên Quân Quảng Nam, Bình Định và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 6, 8 đội bóng chia thành 2 bảng đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn hai đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng vào đá chung kết. Các đội xếp thứ 2, 3, 4 mỗi bảng cùng sẽ thi đấu để phân thứ hạng từ 3 đến 8. Trải qua 10 lần tổ chức, bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải cũng là cơ hội để giao lưu, gặp gỡ giữa các câu lạc bộ báo chí địa phương, góp phần tăng thêm tình đoàn kết giữa những người làm báo khu vực miền Trung. Trong lần trở lại cố đô Huế năm nay, bên cạnh cống hiến cho khán giả Huế những trận cầu hấp dẫn, các đội bóng cũng sẽ vận động quyên góp để ủng hộ xây dựng một ngôi nhà tình nghĩa tại địa phương.
Cuối tháng 6 này, Thừa Thiên Huế là địa phương đăng cai tổ chức giải đua xe ô tô địa hình toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực miền Trung. Thông tin được công bố tại buổi họp báo diễn ra vào ngày hôm qua. Theo đó, giải đua xe ô tô địa hình chinh phục thử thách Victory Challenge Island Cup 2024 và ngày hội cắm trại xe ba miền sẽ diễn ra tại công viên Hồ Thủy Tiên thuộc xã Thiệu Bằng, thành phố Huế trong hai ngày 22 tháng 6 đến 23 tháng 6. Ngoài hệ thống đường đua được thiết kế chuyên nghiệp, bám sát địa hình thực tế, ban tổ chức nhấn mạnh đường đua vòng quanh công viên Hồ Thủy Tiên với hình tượng đầu rồng là điểm nhấn, sẽ là nơi mà các vận động viên có thể phát huy hết khả năng lái xe của mình. Trước đó, vào các ngày 20 và 21 tháng 6, sẽ diễn ra các hoạt động trưng bày xe đua của gần 90 đội đua tại Nghinh Lương Đình và đặc biệt là lễ khai mạc diễu hành xe thi đấu trên các trục đường chính của thành phố Huế phục vụ người dân và du khách. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tất cả chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió nam đến đông nam cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Hiện trạng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 1. Vào hồi 7 giờ ngày 1 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,2 độ vĩ bắc, 112,0 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới này không có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết trên đất liền và trên vùng biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.